đẩy đường của Jerry trong tay Lazy Field vẫn là ấn tượng hơn rất rất nhiều luôn. Bàn tay hỏa tiễn tốt, móc bỏ đeo trả ngược trở lại thì không trúng rồi, dính pháo trọng trường bị giữ chân lại. Nautilus khá thấp, mau anh chăn dơ lối bung vào luôn, nhưng Jerry của Lazy Field bắn rất rát. Điện đạt định hiệp được kích hoạt, nhanh điện qua tường hạ khúc thành công, được vị trí Big Crank bắn tiếp vào Mumu cũng như là vị trí của Aphelios, và đó là triple kill dành cho Lazy Field với tia nổ lan của cuồng cung và giao điện. Lỗi anh em, chào mừng em quay trở lại với Channel Azama. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một giáo án rất là quen thuộc của Lazy Field với con Jerry gọi là thương hiệu của anh ta. Đó, hồi trước thì mà trước khi mà sang Hàn thực tập thì Lazy Field từng là top 1 thách đấu Hàn với con tướng Jerry này. Và đấy sẽ là với một kèo đấu cùng cho tướng Aphelios ở bên phía bên kia, thì con Jerry phiên bản 14.6 này của Lazy Field sẽ xử lý đi đường ra sao nha. Nhịp độ chết người chắc chắn là quen thuộc. Không, như vậy là ván đấu này sẽ là một con Jerry chinh phục à? Wow. Nhìn toát tưởng nhìn nhịp độ nhưng mà cuối cùng lại là chinh phục. Hút máu phụ trội, huyền thoại hút máu và nha chém ân huệ đến từ Lazy Field với lại Jerry. Rồi móc mỏ neo, ăn ngay bàn tay hỏa tiễn đến từ Nautilus, nhưng mà Aphelios mất 2 phép bổ trợ rồi. Tình huống đổi 2 phép bổ trợ của Nautilus lấy 2 phép bổ trợ của Aphelios thì đây rõ ràng là ưu thế dành cho bộ đôi bên phía của team 2. Và chắc chắn rồi, Lazy Field sẽ là người được hưởng lợi nhất khi mà anh ta đang được free fire. Và có được cái áp lực đi đường là tốt hơn so với là Aphelios đã không còn bất cứ một cái tài nguyên gì để giao tranh nữa rồi. Không tốc biến, không tốc hành. Big Crank còn nguyên nhưng mà rõ ràng là cái ưu thế vượt trội đến từ bộ đôi bên phía của team 2 là không thể phủ nhận. Một cái kiếm Doran khởi đầu, vị máu và mắt thây ma là hai điểm nhánh phụ mà Lazy Field lựa chọn. Một con Jerry đẩy nhanh quay đầu, sau đó là lùi về. Bách về luôn nhịp này à? Rồi, một lưỡi hái để farm thêm rồi. Đây là với khả năng farm tầm xa thôi. 22 chơi luôn rồi, nhanh như điện lướt lên, trọng trường giữ chân có thanh tẩy luôn đến từ Lazy Field, đóng đấm móc lên tốc biến qua đến từ Lazy Field để có được điểm hạ gục. Rất khát máu như quen thuộc dành cho xạ thủ đến từ Việt Nam, nhưng đó là cú kéo bàn tay vào tiết tốt và Big Crank đổi mạng thành công, cánh trên có 22. Mạng dành cho Amumu, đổi mạng gửi trở lại dành cho Gragas, nhưng đó là một tình huống mà một đổi 2 có lợi dành cho bộ đôi bên phía của team 1 ở cánh trên, còn ở hướng ngược lại thì Lazy Field mặc dù có được mạng qua Aphelios nhưng cũng đã phải nằm xuống. Jerry những chất tướng landing không thực sự là quá mạnh, nhưng Lazy Field có cái cách chơi nó rất là hổ báo nha. Mang cái bản sắc của Việt Nam. Rồi Lee Sin. Súng điện cao thế khép góc, thậm chí là làm chậm thành công. Đi rồi chứ cái gì nữa. Lazy Field ăn lính, còn Lee Sin ăn mạng. Sáu gâm vào mắt tôi. Cú sáu gâm vừa rồi của Lee Sin không trúng, nhưng rất may là Big Crank tới không kịp để cứu vị trí của Aphelios và vẫn có mạng dành cho Lazy Field. Pha sóng âm cảm giác là hơi suy nghĩ quá nhiều thì mà phe không còn tốc biến nữa. Và mạng thứ hai dành cho Lazy Field ở ván đấu này. Mặc dù đánh với chất tướng không quá mạnh ở khả năng landing đó là Jerry, Lazy Field vẫn đang xử lý một cách thực sự là rất mắc binh. Tiếp tục là một nhịp bấm bê về nhà với 35 lính hai mạng. 2.200 tiền so với 1.500 của Aphelios. Hơn đâu đó tầm 700 và đã xong thêm một cái bó tiền ánh sáng nữa rồi. Vẫn sẽ làm con Jerry giao điện à? Thế xem là với chinh phục thì cái cách lên đồ của Lazy Field có gì khác hay không nhá. Lee Sin đang có dấu hiệu di chuyển xuống dưới. Móc mỏ neo thành công, nhanh như điện qua tường luôn. Sóng âm lần này thì găm trúng vô ảnh cước chồng vào và tiếp tục là điểm hạ gục được nhường. Mở mạng rất khéo dành cho Lazy Field ở ván đấu này. Với 3 mạng thông dành cho một con Jerry ở early game. Tình huống mà bằng mỗi cách nào đấy thì con Big Crank còn đúng một chấm. Với cái súng điện liên hoàn thì Lazy Field có được điểm hạ gục. Cũng móc bóng neo vừa rồi để chịu trúng vào cái trụ tháp canh của Aphelios với thằng Hoa Luân thôi. Giáp trụ đầu tiên đã có rồi, súng điện cao thế tiếp tục là đẩy đường và khép góc. Chuẩn bị sẽ là giáp trụ thứ hai dành cho Jerry của Lazy Field với một ván đấu mà anh ta đang thể hiện khả năng đi đường thực sự là rất hay của mình. Tốc biến ma thuật qua đến từ Big Crank nhưng lính là quá nhiều, thậm chí kéo chơi luôn. Xung điện cao thế, điện đạt đỉnh điểm kích hoạt đến từ Lazy Field. Cú kéo trúng đến từ Big Crank và Lazy Field có thể gặp nguy hiểm trong tình huống này, thậm chí là anh ta đái trụ luôn. Hiểu được rằng là sát thương của mình sẽ là đủ để tiễn một trong hai thành viên của đối phương lên bảng điểm số. Và cái kết là Lazy Field vẫn có được mạng của Aphelios trước khi mà mình nằm. Rồi 4 mạng có được, 6-3 lính đã xong giao điện static ở trang bị đầu tiên. Một khởi đầu như mơ dành cho tướng Jerry của Lazy Field. Chênh một cấp độ đến từ hai người chơi xạ thủ. Lâu lắm rồi thì mới theo dõi Lazy Field. Và cái cách chơi của anh ta thì nó vẫn hổ báo như vậy. Dòng rắn tầm này cũng sẽ thuộc tầm kiểm soát của Lazy Field và đồng đội thôi. Rất khó để bộ đôi đứng dưới bên phía của team 1 có thể áp lực cùng với là Amumu nha. Nhưng Amumu đang ở cánh dưới à? Liệu có một pha cướp gì hay không đây?
Sau qua vụ hải cước trừng phạt thành công, bên này có móc mỏ neo thủy lôi tầm nhiệt đẩy vào xung điện cao thế thành công, có chiêu cuối bật luôn điện đạt định địa và Lazy Field có điểm shut down của Ari. Nội tại của Lissandra được kích hoạt và mất thêm cho mình rất nhiều tốc biến rồi thậm chí là lao qua tường. Sau qua vụ hải cước có được mạng của Big Crank luôn, điểm hạ cũng cho Lee Sin. Afe vừa rồi tiếp tục phải mất đi một phép bổ trợ để có thể rút lui an toàn, nhưng người đồng đội của anh ta thì không may mắn như vậy, tiếp tục sẽ làm tình huống món Amumu bị con Nautilus đánh đuổi luôn ạ. Anh Trang dẫn lối, chưa đủ đam rồi. Nào, pháo trọng trường giữ chân, xuống điện cao thế. Lazy Field lấy thêm cái tốc hành của đối phương nữa, tốc biến dứt điểm luôn Afe. Này thì nhờn, rất quyết đoán. Tốc biến để hạ gục thành công xạ thủ của đối phương và tiếp tục sẽ là trụ một toàn bản đồ dành cho Lazy Field ở khu vực đứng dưới, khi mà có một mình con Big Crank này thì không thể làm được điều gì cả, thậm chí là đái trụ luôn Trang móc bỏ neo vào. Trụ đã xong đến người, Ari di chuyển xuống, Ari không có phi hồ lách thành công được kéo của đối phương nhưng ăn câu sớm ăn hồn gió và Lazy Field bị shut down rồi. Muốn ở lại hơi lâu và đối phương kéo tới tận 3 người, hai đường đơn xuống gành. Thêm một mạng nữa dành cho Ari với cú double kill. Nhưng đã làm con Jerry 6 mạng, một hỗ trợ farm 113 và có được một trụ bột toàn bản đồ với 5 stack trụ cánh dưới và hai mảnh của một cái cung Runan dành cho Jerry của Lazy Field ở thời điểm phút thứ 12. Và với giao điện cùng cùng cái combo đồ này, đồng ý là sát thương của Jerry nó sẽ chưa đạt đỉnh, nhưng cái tốc độ farm một cái bãi chim tầm này chắc chỉ khoảng tầm 3-4 giây thôi, rất nhanh giải quyết bãi chim và sau đó lại quay trở lại đón với lính đường giữa. Tốc độ farm nhanh sẽ giúp cho cái khả năng bứt ngưỡng sức mạnh của Jerry trong tay Lazy Field sẽ là cực kỳ vượt trội nhá. Đây là điểm mạnh của cái lối lên trang bị như này của những chất tướng xạ thủ. Nào, nhưng mà ăn kéo rồi, ăn cầu sống cầu gia tốc, điện đạt đỉnh điểm kinh hoạt. Nhanh như điện rút lui, cố gắng thả diều người trở lại xung điện cao thế làm chậm thành công và con dây không đủ đam. Jerry của Lazy Field vẫn có được điểm vào hôm trước khi mà anh ta bị shut down thêm một lần nữa bởi Ari. Sau cơn vô ảnh cước, Lee Sin cố gắng để có thể giữ lại cho mình con sứ giả và giữ được thành công sứ giả, nhưng khả năng cao là không nhặt được mắt rồi. Không ai có khả năng nhặt được mắt trong tình huống này khi mà Lazy Field đã nằm xuống hôn gió thành công, cầu đi cầu về. Ragaz hồi lại nội tại kịp hay không đây, 2 giây mới hồi lại kịp nội tại và tốc biến giải bằng cho nó chắc cú. Amumu có được điểm hạ gục 1-3. Mặc dù có được sứ giả nhưng team Lazy Field không nhặt được tinh thể sứ giả ở bất cứ một cái vị trí nào cả. Một con Amumu full dam ạ và đang 6 xác nha. Hoàn thành sớm cho mình cuối cùng và cả giao điện. Như đã đề cập thì bãi chim bãi sói tầm này mỗi bãi chỉ tầm 3-4 giây thôi là xong rồi. Rất nhanh. Lại ra đường giữa đón quê lính có xe to đẩy vào này. Aphelios mới chỉ xong cho mình được 1.5 trang bị thôi, cũng sẽ là 2 trang bị lên từ bó tên dành cho Afe. Tốc độ của đẩy đường của Jerry trong tay Lazy Field vẫn là ấn tượng hơn rất rất nhiều luôn. Bàn tay hỏa tiễn tốt, móc bỏ đeo trả ngược trở lại thì không trúng rồi, dính pháo trọng trường bị giữ chân lại. Nautilus khá thấp, mau anh chặn giữa lối bung vào luôn, nhưng Jerry của Lazy Field bắn rất rát. Điện đạt định hiệp được kích hoạt, nhanh điện qua tường hạ khúc thành công, được vị trí Big Crank bắn tiếp vào Mumu cũng như là vị trí của Aphelios và đó là triple kill dành cho Lazy Field với tia nổ lan của cuồng cung và giao điện. Sức mạnh của một con Jerry 2.5 trang bị được thể hiện. Dây đi đâu đây? Nào, ăn lăn bụng rồi, ăn thêm số điện cao thế nữa và sát thương của Lazy Field là quá lớn trong tình huống này. Sau qua vụ hải cước, Lee Sin có được điểm hạ gục còn lại dành cho bên phía của team 2 và thậm chí là Ari còn phi hồ vẫn nằm xuống với cú double kill thêm dành cho Lee Sin. Điểm shut down dành cho Lee Sin và đó là 4 mạng thông dành cho bên phía của team 2 ở khu đứng giữa. Và nó vẫn đến từ con Jerry này. Chính xác là 5 mạng thông luôn, tính cả mạng của Big Crank và Aphelios ở trước đó. Triple kill dành cho Lazy Field, double kill dành cho Lee Sin và đồ thứ 3 đã được hoàn thành với một cái đoàn down Navori rồi. Đây sẽ là con Jerry đoàn down. Sát thương vào lính nhiều với cuồng cung và giao điện thôi. Bây giờ thì sẽ là đẩy đường nhanh và bắn thì rất rát. Lee Sin vào hơi sâu rồi, thùng đường nổ đẩy 3 người khá tốt, giải tán đám đông này. Nhưng Ragaz mất tốc biến rồi, phi hồ lao theo Ari cầu đi cầu về. Ragaz mất quyền trượng rồi nhưng móc bỏ neo rồi. Hơi đáng tiếc là không trúng, Lissandra bắn thẳng vào và Jerry của Lazy Field có góc bắn. Cú double kill rất nhanh dành cho xạ thủ của DIX. Sát thương của Lazy Field khi mà anh ta mới chỉ kích cho mình cái điện đạt địch điểm thôi, với 2 hit đánh tay là đã lụm nhẹ cú double kill rồi. Để cho Lazy Field bắn pha vừa rồi là nát hết nha. Bình liên tục đứng giữa đang có khả năng nằm trong diện bị tấn công khi mà Nautilus, Lee Sin đều đang có dấu hiệu xuống bot và chỉ cần con dây lộ hình ở cánh dưới thôi là đi.
Lazy Phil đang cầm rất nhiều tiền trong người và quyết định của anh ta là lại chạy ra đường giữa farm tiếp. Làm gì làm, không thể bỏ lính được, không thể bỏ farm được. Rất hợp lý. 1.800 tiền với một thanh huyết trượng thì đây sẽ là một con Jerry gì đây? Huyết kiếm tối ưu sát thương ở trang bị thứ tư. Đó anh em thấy không? Đẩy đường giữa sau vào farm chim này, chạy ra farm sói, lại quay lại đường giữa đón quay lính. 241 chỉ số lính và chuẩn bị Flame Horizon Aphelios. Hơn gần như là chuẩn bị là hai đồ lớn. Lazy Phil đang cầm 2k1. Dầu ác ạ, 2.300 là hình như đủ huyết kiếm đúng không? Farm nốt tí. Hay là bán kiếm Doran mua huyết kiếm này, bán kiếm Doran mua huyết kiếm là hợp lý ạ. Dầu như vậy là không cần bán cái gì cả bởi vì là côn Baron luôn. Đồng đội đang bị quay ở đường dưới và dây cũng như Ahri có được mạng Gragas, nhưng ở cái cánh còn lại thì Lazy Phil cùng đồng đội đang có một tốc độ ăn Baron rất nhanh. Alpha có mặt, Amumu có mặt nhưng không có chiêu cuối đến từ Amumu. Kick and Suari băng thẳng vào điên đạt đỉnh điểm kích hoạt, hai bắn một người. Jerry của Lazy Phil tiếp tục có được cú double kill. Nhanh như điện tiếp tục tìm kiếm Aphelios. Tay đôi tầm này thì Afe không có cửa bật. Phá trọng trường giữ chân nhưng trả lại một xung điện cao thế, nó trúng vào dây. Có bộ loại Baron rồi, anh chắc dẫn lối. Vẫn đang có phá trọng trường. Lazy Phil vừa rồi lướt không quá tưởng nha, vẫn còn tốc biến qua luôn sau khi có được mạng của dây với điểm hạ gục thứ 15. Và chuẩn bị hồi cho mình nhanh như điện qua tường. Đang đợi đối phương vào. Nhanh như điện qua rồi, Lee Sin qua luôn. Hồn gió được chắn bởi Lee Sin, cầu đi cầu về. Nhưng Lazy Phil bắn quá sát với điểm hạ gục thứ 16 cũng cú quét sạch. Chỉ cần không dính cái hồn gió trong pha vừa rồi, và kể cả có dính hồn gió đi chăng nữa thì Lazy Phil vẫn còn tẩy. Với một con Jerry xanh đến như vậy thì không có gì phải ngại cả. Với tình huống có được mạng thứ 16 dành cho xạ thủ của DAX, ván đấu Jerry rất cháy như thường lệ đến từ Lazy Phil. Lần này thì có thể là sẽ là 4 đồ 5 đồ luôn. Cầm gì 4.200 tiền ạ. Ác quỷ 4k2 với tình huống bấm B về nhà shopping. Huyện kiếm là chắc rồi, đồ cuối sẽ là cái gì đây? Không, nỏ tử thủ à. 2k tiền thì mua cái gì đây? Một cái cung xanh để hướng lên cho mình nỏ thần hay không? Thêm một huyết trượng nữa rồi, như vậy sẽ là nỏ tử thủ ở trang bị cuối cùng dành cho Lazy Phil. Đẩy thẳng đứng giữa, chính thức là Lazy Phil đã Flame Horizon vị trí qua Aphelios với hơn 100 chỉ số lính giãn cách rồi. Còn Afe bị đá ngược bởi Lee Sin về và rất đơn giản với điểm hạ gục thứ 17 dành cho Lazy Phil. Hôn gió thành công, cầu đi cầu về, Lee Sin vẫn sống. Thành tẩy rất nhanh từ Lazy Phil với cú double kill, và tiếp tục sẽ là tình huống bắn đuổi Ahri. Hai tích phi hồ còn lại và Lazy Phil quyết định là bung tha cho đối phương. Cú double kill là quá đủ với tình huống kết liễu ván đấu. 18 xác ở ván đấu 24 phút dành cho con Jerry cực kỳ là gia truyền trong tay của Lazy Phil ở ván đấu này. Hồn gió không thành công, xung điện cao thế, vẫn có một tình huống giữ chân thành công được. Vị trí của Ahri móc bò đeo ra khỏi bệ đá cổ là đi với xác thứ 19. Rất kinh dị với giao án Jerry của Lazy Phil ở ván đấu này, và để xem cái nguồn sát thương mà anh ta tạo ra với một con Jerry là bao nhiêu anh em nhá. Rồi, gần 34.000 sát thương sau 24 phút đồng hồ thi đấu. Ác quỷ thật.